Còn cậu đi thẳng theo hướng đó, thấy ngôi trường tiểu học thì quẹo trái qua ba cái ngã tư, quẹo phải nhìn thấy đồn cảnh sát, quẹo tay trái rồi đi tiếp khoảng 10 phút là tới. Sáng nay chú có nhìn thấy một cô gái tóc ngắn ngắn giống như con trai đi ngang qua đây không? Có chứ, tóc ngắn ngắn phải không? Con bé đó có hỏi đường tôi tới thôn Đại Viên đó, nhưng mà cách đây mấy tiếng đồng hồ rồi. Cả đời này tôi sợ nhất là chó không chủ, lần nào cũng bị nó cắn. Anh xử lý giúp tôi đi. Thật ra con chó này tôi cũng không trị nổi đâu. Chị tính sao đây? Ê, đi đi. Đuổi đi đi. Đi. Giang Tịnh, em có sao không? Tốt quá. Anh là đồ xấu ra. Anh nè, Giang Tịnh. Nước đâu? Nước đây, có nước liền. Nè. Đói bụng quá. Niệm Ân đang nấu có cho em đó. Chờ thêm lát nữa đi, uống nước trước đã ha. Nè, mau lên, mau lên. Để tôi đi hỏi cô ấy. Uống chút nước trước đi. Nè, được rồi. Cô nấu xong chưa vậy? Nó là đói bụng kìa. Thì đang làm nè. Mì cũng không biết nấu, làm sao anh sống sót nổi? Thì tại cô nấu sẽ ngon hơn mà. Chứ nếu tôi nấu thì đảo lộn nguyên cái bếp này lên cũng chưa xong đâu. Tôi nói cho anh biết, anh phải chăm sóc Giang Tịnh giùm tôi. Cô ấy móc một sợi tóc, tôi cạo đầu anh luôn đó. Đồ xấu xa. Được rồi, tôi sẽ chuộc tội mà, vậy được chưa? Xong rồi. Chà, đúng là vừa thơm vừa ngon vừa đẹp mắt nghe. Thấy cô bệnh cũng không nhẹ đâu, hay là về nghỉ trước đi. Chăm sóc Giang Tịnh đó. Biết rồi. Nhớ đó nha. Được rồi, về đi, về đi. Cẩn thận đó. Bách Kiều à, tôi có chút chuyện muốn hỏi anh. Chuyện gì vậy? Chuyện là gì? Tôi nói là nếu như anh cảm thấy anh đã trách làm một người khác, tức là anh coi người tốt thành kẻ ác, thì anh sẽ làm gì? Mấy chuyện này tôi cũng phải chỉ anh nữa sao? Đơn giản thôi mà, chỉ một câu thôi. Tức là sao? Nói xin lỗi đó. Nè, anh đã nói chuyện với Danny rồi, nói là em sẽ làm trợ giảng bán thời gian. Lát nữa chúng ta vào phòng sẽ nói chuyện luôn ha. Vậy thì mai mốt chúng ta sẽ... Nè, sao rồi? Chị không sao chứ? Ê, em nên tập thể dục nhiều hơn mới không dễ mắc bệnh như vậy. Không sao đâu. Hai người vô trong trước đi, tôi chờ ở ngoài này. Vậy tụi anh vô trong trước nha. Chà, người nào mà thiếu ý thức quá vậy? Lỡ ai đá trúng té thì sao đây? Niệm Ân à, thật ra anh muốn nói với em.